Hello mọi người, mình là Thanh BB. Hôm nay mình sẽ bóc mô hình Gachapon. Thì đây là kiểu Blabot sẽ quay ngẫu nhiên và không biết mình sẽ nhận được bộ mô hình gì. Bộ mô hình này thì gồm có ba mô hình là chú cá heo Balafin, chú rồng Dragonite và Gardevoir. Thì may mắn là mình bóc ra được em Gardevoir.